Anh em đang thấy đây là đôi loa lời CS210. CS hay cái gì đây? CS. Cũng đắt CS như kiểu dòng Pioneer. Tháo cục loa cho anh em xem. Bát 16. Hàng mạng nha. Hàng mạng thì nó thuộc dạng siêu đẹp rồi anh em ạ. Cục loa 5 châm kép. Loa này thì lắp ráp tại Trung Quốc, cái dòng 210 lắp ráp tại Trung Quốc. Bên trong như mới tinh luôn. Loa chép. Bên trong như mới tinh anh em nhé. Cuộn dây thì nó để mặt phía bên trong, còn đây là hai tụ này, hai chở này. Đó. Trùng series nhá, có đúng một đôi thôi. Đây tem bên Nhật gửi về. Đó. Được bán bởi những cửa hàng bán audio trên mạng của Nhật, hàng đấu giá bên Nhật gửi về.